Chị hai, chị hai ơi, chị hai, chị đâu rồi chị hai? Trời ơi, mày bớt kêu giật giọng đi được không? Có chuyện gì? Qua bên kia ngồi, nói chuyện. Thế sao lại qua bên kia ngồi? Em thích ngồi cái ghế này, nó giống chủ nhà. Thì đi qua bên kia. Trời ơi, chán. Ê, có chuyện gì? Nói đi. Hai hai hai. Cái gì? Có phải con Ngọc Cát nhà mình á? Ừ. Nó đang quen với một thằng tên là thằng Quyết Thắng không? Chắc chắn đúng không? Sao biết thế? Hay thế? Năm phận nói em nghe. Hay. Gì? Vậy là hay rồi đó. Sao hay? Có cách để chị giúp em rồi đó. Cách gì? Con rể tương lai của chị. Ừ. Nó là một thằng thiếu gia chính hiệu. Ừ. Hay hay hay. Hay nói nó cho em mượn tiền đi. Nhớ nó. Duyên vừa thôi đi. Ôi giời ơi, nó giàu thật, nó là thiếu gia thật. Nhưng mà mới quen thôi. Rồi chưa gì mới quen và ê anh cho em mượn tiền. À người ta cho. Rồi ta cười vào mặt ấy ngượng chết thì coi. Ôi là giờ chị coi trọng cái mặt mũi của chị hơn thân thể của thằng em ruột của chị. Thôi thôi thôi, được rồi, được rồi, chị đừng có nói nữa. Cái gì đấy? Chị đừng có chăn trở nữa. Để nó đi. Em đi ra em nộp mình cho tụi giang hồ á. À? Nó chặt chân chặt tay, nó mổ bụng em cho chị vừa lòng. Rồi nằm chơi chơi thay chết vậy nè, chị mới hài lòng. Ôi thôi đi cậu ạ. Làm gì mà cứ sồn sồn. Từ từ suy nghĩ. Suy nghĩ rồi hành động được. Hiểu chưa? Đây gọi củ cải cho. Suy nghĩ đi. Không! Con với người ta mới quen nhau rồi giờ tự nhiên kêu mượn 200 triệu. Trời đất ơi! Rồi anh Quyết Thắng anh nghĩ con làm sao? Đây cạp. Con ạ, cứu cậu đi. Cạp. Cạp cứu cậu cạp. Ừ, đấy. Cạp chặn cứu cậu. Chúng chặt cậu. Cậu chết chả chơi cạp. Cậu còn suy nghĩ được cái vần đấy. Thì cậu suy nghĩ luôn cái cách mà cậu giả tiền cho người ta luôn đi nhá. Khỏi phải nhờ con cát. Kỳ. Kỳ gì mà kỳ. Mà nghĩ sao vậy mẹ? Không có được. Rồi người ta nghĩ con sao? Ai làm mấy chịu chứ tự nhiên lôi con vô vậy. Được rồi. Thôi đi. Gia đình mà không có chút tình cảm gì hết. Em đi. Thôi thôi thôi. Cậu đứng đi. Còn ngồi xuống đây đi. Xuống. Cậu đi. Rồi con kêu lại. Hiểu không? Kêu đi cậu ơi đi. Cậu ơi. Cái cứu cậu hả? Không. Cậu ngồi đó đi, để con đi. Trời đất ơi. Cậu làm cậu phải chịu chứ. Lôi hết người này người kia phải chịu cho cậu vậy. Chị hai. Cái gì đây? Chị hai. Cái gì? Con cát cát con gái chị. Nó có phải là con người không vậy? Mày vô duyên không? Con nó có tính người không? Nó có biết yêu thương đồng loại không? Nó có yêu thương cậu nó không? Cậu. À gì hết rồi. Con quay lại. Cậu có tính người không? Cậu có biết yêu thương đồng loại không? Trời ơi! Cậu nói con vậy, cậu nghĩ lại cậu coi. Cậu có tính người không? Sao cậu lợi dụng con cháu trong nhà để mà trả tiền nợ nần cho cậu vậy? Cậu tự chịu đi. Tự làm tự chịu trách nhiệm đi chứ. Tự nhiên à. Kêu con mượn tiền người ta mới yêu nhau à. Người ta là đại gia chứ bộ, người ta đâu có ngu đâu. Thế em tự lo đi nhá. Ôi giời. Đàng hoàng. Ôi giời khổ quá. Trời ơi, có một thằng em. Thôi được rồi, đứng lên, đứng lên. Mời ông nội ngồi. Từ từ đấy, con suy nghĩ cách cho. Được chưa? Được chưa? Đợi tôi tí. Được chưa? Đợi tôi tí. Tội lâu quá hả? Có rồi, lại đây. Thế nào? Em nói thiệt hả? Chỉ có chị mới là chị ruột của em thôi. Thì đấy. Thì đứa con cháu trong nhà như con gì vậy chứ? Thì đấy. Trời
Xuân. Cái gì vậy chị ấy? Cái gì là cái gì? Tôi đang cắt móng chân mà cái hù cái văng cái móng ra ngoài luôn rồi kìa. Văng cái móng là đỡ đấy, cậu sắp văng nguyên cái bàn chân đi rồi. Ô kỳ vậy? Tụi giang hồ nó tới hả? Không, giang không hồ phải tôi. Giang hồ mà con cát nó chặt chân cậu bây giờ đấy. Ví dụ gì con cát chặt chân em? Còn chuyện gì nữa? Gì đâu? Ôi giời, này là tôi hỏi cậu này, cậu đi gặp Quyết Thắng phải không? Cậu nói gì với nó? Rồi bây giờ là nó là không liên lạc gì với con cát nữa. Em cũng nói cái kế hoạch y chang bữa chị bàn với em đó. Ủa? Cái này là chị dạy em à? Ơ buồn cười nhỉ. Dạy cái gì mà dạy, cái này tôi bày kế thôi. Mà lỗ tại ai? Tôi bày kế cho ai? Hai hai, mấy ngày. Gì? Thiệt sự là 3 ngày rồi đó. 3 ngày rồi. Em nói chuyện với thằng Quyết Thắng nó không liên lạc gì lại hết trơn á. Có khi nào nó không cho mượn tiền rồi đã bỏ luôn con cát nhà mình không? Úi dồi, phủi phui cái mồm. Úi dồi, phủi phui cái mồm. Rồi cậu nói như thế con cát nghe được nó bóp cổ cậu chết đấy. Em nói thiệt, mắc gì chị dậy nảy lên vậy? Chứ không gì nữa. Nếu như chuyện này xảy ra thiệt sự, chị phải coi đó là một phép thử. Chị nghĩ đi. Trời ơi, mình đang yêu, người yêu mình khó khăn mà mình không cho mượn tiền. Ô, cái thứ đó không có xài được. Mày cái thứ đó không duyên cần. Đàn ông cái kiểu đó là vất 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 à. Cậu vất nói à, à Ngọc Cát nè. Trời ơi, vì nãy giờ là biết hay nghe cậu nói hết hay không? Trời, con bé công nhận, chị thấy không? Bình thường có hai lỗ tai mình nghe kém nha, cắm thêm hai lỗ tai nữa còn hết. Trời, hai cái lỗ tai cưng mới con hết. Nè. Nãy giờ cậu tưởng nó mọc lỗ tai thiệt không á? Dạ dễ thương á. Bớt cười lại nè. Cậu đã liên lạc với ai á? Cậu mượn tiền ai á? Cái đâu? Mượn ai đâu? Ai đâu? Cậu nói thiệt đi. Mẹ à, mẹ có biết là cậu Xuân đây đã gọi cho người yêu Quyết Thắng của con để mượn tiền không? Phải không? Cậu nói cho con nghe đi. Phải. Hai người đó. Con không hiểu làm sao luôn. Mà cậu có biết là ba ngày rồi. Anh không chịu liên lạc với con. Trời mẹ ơi. Chỉ nhiều khi là nó đi tìm tiền đấy. Mẹ suốt ngày cứ bên cậu, mẹ hy sinh hạnh phúc của con. Trời ơi, rồi đây hạnh phúc con sẽ tan vỡ. Con sẽ không còn mục đích để sống nữa. Con không thiết sống được. Con sẽ chết. Đừng có bi lụy thế. Chuyện nó chưa đến mức nào mà. Ba ngày nó không gọi thì 4 ngày. 4 ngày không gọi, 5-6 ngày. Không 10 ngày, 1 tháng nó gọi cũng được mà. Con la lên rồi bà nội con nghe thấy, hiểu không? Đúng rồi. Cậu nhắc tới đầu là con mới nhớ. Rồi. Các ơi, anh nói với em đây.